thì bạn Phạm Hưng 1001. Bạn trả lời giúp tôi ấy, thì bạn nghĩ cái này nó là cái gì? Bạn nghĩ nó là phân bón hay là cái gì? Thì bạn trả lời giúp tôi một cái, hộ tôi một cái. Bạn ấy và tất cả các kênh idol của bạn ấy, đừng có coi thường cái này. Cái này ấy, nó hữu ích trong cuộc sống nhiều lắm bạn ạ. Nhá. Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nam Đồng và Đô Thị. Thì cái video này ấy, thì nó là video ngoài lề. Thì có cái một cái trường hợp như này ấy, là em không muốn lên cái video này đâu. Thế nhưng mà cái trường hợp này thì em phải lên. Bởi vì là cái video vừa nãy là em đăng tải các bác ấy, là cái video mà cái kết quả mà em sử dụng cái cồn ấy, cồn 70 độ để chữa bệnh trên cái cây phong lan. Thì chữa bệnh thối nhũn, thì ở trong cái video này thì có bạn này này, bạn Phạm Hưng 101. Đấy, bạn có bình luận ở trên cái kênh này của em là cồn chỉ có tác dụng diệt khuẩn, còn cây bị bệnh thì hơi bị khó nhỉ bạn nhỉ. Thì đây là cái câu trả lời của em. Kết quả có trong video đấy, bạn bệnh trên cây phong lan do bệnh lấm khuẩn gây lên. Vậy bạn đang hỏi về cái bệnh gì? Thì em có trả lời bạn đấy, nhưng mà bạn ấy không phản hồi lại. Thì nói thật ra các bác ấy, là những cái trường hợp này thì em gặp rất là nhiều ở trên cái kênh của em. Thì đúng ra là em không muốn lên những cái video này làm cái gì. Thế nhưng mà riêng bạn này thì em phải lên. Thì tại lý do sao thì em sẽ cho các bác xem. Thì em sẽ bấm vào tài khoản của bạn này nhé. Thì ở đây ấy, bạn ấy có bình luận ba phần bình luận trước ở trên kênh của em, và em đã không thèm trả lời bởi vì em biết là bạn này như nào. Thì ở đây em cho xem cái trang cá nhân. Để đây các bác này, nick thành lập vào ngày 23 tháng 3 của năm 2022, và sẽ quay lại cái phần bình luận của bạn ấy nhé. Thì em sẽ cho các bác xem tại sao em, lý do tại sao em phải lên cái video này. Đây, vào cái phần link của bạn ấy. Thì cái câu hỏi đầu tiên này đấy, là cái video mà em nói về cái cây quang hợp ấy. Thì bạn ấy có vào video và bạn bình luận như này. Thì kiểm tra ở trên cái video đó, thời gian là 3 tháng trước. Rồi ok, đây là cái bình luận nhé. Và cái bình luận thứ hai, cái bình luận thứ hai là ở trên video khi điệp chưa thắt ngọn cắt nước như nào, là video của em. Và cái phần bình luận này ấy, và cái thời gian bình luận ở trên cái kênh này của em, trên cái video này của em, cũng là 3 tháng trước. Tiếp tục quay lại về cái câu trả lời thứ ba của bạn, là câu hỏi thứ ba của bạn ấy. Chăm sóc nguồn gốc của năm 2022. Thì đây bạn có bình luận ở trên kênh của em đây. Và tiếp tục vào xem cái thời gian mà bạn bình luận, cũng là 3 tháng trước. Thì em nói thật với các bác ấy, là riêng cái bạn này ấy, dám biết bạn là kiểu gì. Đấy, bạn vào kênh của em là bạn có ý định gì. Và em tất cả những bình luận của bạn ấy là em không thèm trả lời, bởi vì em không thèm chấp. Thì tất cả những cái lời lẽ bình luận của bạn ấy trên này ấy, tất cả những cái lời, những câu bình luận của bạn trên này ấy, là tỏ rõ một cái thái độ, đó là những câu hỏi cạnh khóe. Thì em không thèm trả lời, bởi vì em không thèm chấp. Bởi vì khi em đã bình luận ấy, thì em đảm bảo chắc chắn một điều ấy, là bạn không dám bình luận lại với em. Thì như các bác cũng thấy đấy, là tất cả những cái bình luận, ba cái bình luận trên ấy, đều cùng một ngày và cùng một giờ. Đấy, bạn chỉ vào kênh của em, bạn xem những cái video đó, và bạn ấy hỏi những câu cạnh khóe như này. Đấy. Thì như các bác cũng biết ấy, là những cái câu hỏi như này ấy, là các bác cũng hiểu được vấn đề là cái ý định của bạn này là như nào, đúng không ạ? Thì nói thật ra bạn Phạm Hưng 1001 này này, tôi thừa biết bạn từ kênh nào sang kênh của tôi để bạn bình luận cạnh khóe như này.
Tôi thừa biết bạn ở đâu, bạn sang kênh của tôi. Thì qua cái video này thì tôi cũng muốn gửi đến với bạn Phạm Hưng 1001 này có những câu hỏi sau đây, và cũng đồng thời là trong này cũng khuyên bạn ấy, nếu như bạn không ưa tôi đấy, bạn không thích kênh của tôi thì bạn tốt nhất bạn về kênh idol của bạn ấy, bạn xem và bạn học hỏi ở trên đó, chứ đừng sang kênh của tôi một cạnh khóe làm gì cả, tôi không thèm chấp nhé bạn nhé. Và bây giờ tôi sẽ có một cái câu hỏi này cho bạn, và tôi nói thật các bạn, với bạn ấy, tôi đảm bảo với bạn ấy, bạn sẽ không bao giờ bạn trả lời cái câu hỏi này của tôi. Và đây là cái câu hỏi mà tôi dành riêng cho bạn Phạm Hưng 1001 nhé. Thì trước mặt bạn đây ấy, đây là cái bình GE chuối hay còn gọi là em zin chuối. Thì theo bạn ấy thì bạn nghĩ đây nó là cái gì? Nó là phân bón hay nó là cái gì? Thì bạn trả lời giúp tôi cái, thì bạn suy nghĩ của bạn, bạn nghĩ cái này, cái GE hay cái em zin chuối này nó là cái gì? Nó có phải là phân bón không hay nó là cái gì? Thì bạn trả lời giúp tôi cái. Đấy, thì bạn trả lời giúp tôi cái. Bạn bình luận vào cái video này của tôi, bạn trả lời giúp tôi nó là cái gì. Còn để tôi nói bật mí luôn cho bạn ở trên cái video này luôn này. Thì mà thôi tôi không bật mí nữa, bật mí thì lộ, đúng không bạn? Thì tôi nói thật với bạn ấy, thì với cái câu hỏi này của tôi ấy, tôi dám chắc 100% ấy là bạn không bao giờ bạn trả lời được câu hỏi này của tôi. Mà qua đây tôi nói bạn như này này, chính những người như bạn và những kênh idol của bạn là những người mà khiến cho tất cả khán giả ở trên đất nước Việt Nam này đang bị chịu thiệt thòi. Bạn biết tại sao bị thiệt thòi không? Bởi vì ấy, còn rất nhiều cái hay, nhiều rất nhiều cái bổ ích mà tôi ấy có ý định là chia sẻ trên kênh này để cho tất cả khán giả biết đến. Thế nhưng chỉ vì những người như bạn và những kênh họ đố kỵ với tôi, nên chính vì vậy ấy, là tôi dừng lại, tôi không chia sẻ ở những cái kinh nghiệm cực kỳ là hay và những cái ứng dụng ấy ở trong cuộc sống ấy cực kỳ là bổ ích. Rồi thì tôi nói đến đây thôi. Thì bạn Phạm Hưng 1001, bạn trả lời giúp tôi ấy, thì bạn nghĩ cái này nó là cái gì? Bạn nghĩ nó là phân bón hay là cái gì? Thì bạn trả lời giúp tôi một cái, hộ tôi một cái nha bạn nhé. Bạn ấy và tất cả các kênh idol của bạn ấy, đừng có coi thường cái này. Cái này ấy, nó hữu ích trong cuộc sống nhiều lắm bạn ạ nhé. Rồi tôi xin kết thúc video đây. Thì rất mong là bạn phản hồi giúp tôi ở trên cái video này nhé. Rồi em xin kết thúc video đây, và hẹn gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo. Thì cái video này đấy, thì em hơi bức xúc một chút, thì các bác xem video là các bác thông cảm giúp em nhé. Bởi vì là có trên kênh của em là có những cái thành phần mà nói chung là có những cái thành phần mà nó không ra gì vào trong kênh này của em, nó nói chuyện mà nói thật ra là cũng gây cái sự bức xúc, nên là các bác thông cảm cho em là với những người mà làm kênh như em ấy, nó chịu rất là nhiều áp lực đấy. Nhưng mà những cái áp lực ấy thì nói thật ra ấy, nếu như mà không có cái tâm huyết để mà làm về cái kênh YouTube ấy, thì em nói thật là nếu như mà ai mà đã làm YouTube mà bị những cái trường hợp như em, thì em nghĩ chắc là nghỉ làm kênh từ lâu rồi đấy. Thế nhưng mà các bác thông cảm cho em. Rồi thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo nhé.